ý nghĩa trong từng câu chú đại bi từ câu 31 đến câu 35. Địa rị ni, tình diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết. Về mặt hình tướng, đây chính là bản thân của Ngài Quán Âm Bồ Tát hiện tướng, Ngài Sư Tử Vương Bình, xem xét người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa. Thất Phật ra da, hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình. Về mặt hình tướng, đây chính là bản thân của Ngài Quán Âm Bồ Tát hiện tướng, Ngài Tích Lịch Bồ Tát, trong tay Ngài cầm kim sử để hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng. Giá ra, mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh. Về mặt hình tướng, đây chính là bản thân của Ngài Quán Âm Bồ Tát hiện tướng, Ngài Tội Toái Bồ Tát, trong tay Ngài cầm kim luân, bánh xe vàng, hóa độ oán ma đều phục tùng. Mạ Phạt Ma Ra, nhằm nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức. Về mặt hình tướng, đây chính là bản thân của Ngài Quán Âm Bồ Tát hiện tướng, Ngài Đại Hàng Ma Kim Cang, trong tay Ngài cầm kim luân, hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường. Mục Đế Lệ, giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai. Về mặt hình tướng, đây chính là bản thân của Ngài Quán Âm Bồ Tát hiện tướng, chư Phật Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng